Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lục trạng, lục trạng. Rồi số 8. Rồi cầu thủ số 8 mạnh quá, thiên cơ để tự lạnh. Người đẹp bánh xanh thì ta phải có muối vàng. Một ấy cho người duyên đã thể vàng. Kim thật kim, tay bông. Vì gỡ có tìm một gỡ nhau. Như con chim mà nó tha lòng. Hậu ôm đường có mà anh tư. Còn âm muốn như tiền vợ chồng mà em lại ngây hồ. Chị hai ơi, sao lâu nay là tôi muốn nói chuyện cái chuyện này à? Nói chuyện gì? Tôi muốn nói về cái chuyện này à? Chuyện gì? Nói một từ tôi nói nhỏ cho chị nghe nha. À, đừng lấy hàng xóm nghe nha. Chị lấy chồng mấy tuổi vậy? À, đó hả? Chân trai, tôi nhìn chị cái mái móng dính như cái cánh quần cô, chắc có 13, 17 tuổi gì đâu rồi chồng rồi nha bánh. Tụi ba sốt mà 17 muộn kiểu vậy. Quá, vậy mấy tuổi? Nghe nói này. Nghe đây. Chú ơi, tôi có chồng từ lúc tôi 15. Mày trời. Ông chồng chê tôi bé, ông đâu có chịu em nằm với tôi đâu. Bà nói ai tin? Bà nói mèo chuột tin đó. Họ báo rằng là ông chê bà bé, ông không ăn nằm, mà con phải đến trong bầy gà. Nhưng bây giờ nó khác đầu nha. Sao khác sao? Khác đầu. Nói nghe tôi quẩn thẹn nữa. Bây giờ tôi đã lớn, con cầu tôi có nằm ở vô đất. Ông cũng kêu lâu à, tôi lên vừa. Hay quá, hay quá, tôi biết rồi. Ha, ông ơi bà nó dường. Ừ. Ông làm gì vậy? Trời, chuyện vợ chồng ta mà hỏi kỳ dữ vậy. Thì tôi hỏi tôi có giống tôi không mà. À, ông làm lung tung đủ thứ hết. Ông làm lung tung lên. Lung tung sao vậy? Nghe nói nè. Bây giờ tôi mới biết mấy ông chồng thương. Có bốn cái cảnh vườn, nó nghĩ một ba còn ba. Chị à về, thưa gió mẹ cha. Có thương chàng rơi, mà quá xa. Ờ, thà để bọt càng dễ hay ha. Bọt cà, bọt càng dễ mà khoái hơn nữa ha. Hô, tôi kém trời nào. Tôi kém, thôi rồi. Cái trời này xấu cảnh thì tôi kém gì, tới chưa? Tới nào đưa thẻ coi, già thẻ. Lựa. Đây. Xin công bố là ba hot boy chọn số 9 đang được một con ba gà, thắng một con bạch quê và tới một con tứ cánh. Xin chúc mừng. Dạ, dân lệnh là lệnh lấy thay tiền, hiểu không? Cấp dân hay cờ đấy. Nhân hội hôm nay mời quan khách dùng ly rượu bầu đá đặc sản của quê hương Bình Định. Chúc cho quan khách an khang thịnh vượng, phúc lộc thọ trường. Đây là tiền thưởng của